Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Ý xịt từ 1/10 lột xác, chế một nét đẹp mê ly cùng với một cái bộ áo sặc sỡ. Cái chiếc ý xịt từ 1/10 độ hôm nay sẽ làm cho rất nhiều anh em cảm thấy trầm trồ cái diện trí dung nhan thật của nó với một bộ áo độc đáo, khiến người chơi cái trường phải là Easter độ rất là thích mắt. Cái bộ áo sặc sỡ ra những món đồ chơi xịn sò bậc nhất cũng là một trong những cái yếu tố tạo nên cái sức hấp dẫn mạnh mẽ cho con xe. Bộ áo trên cái chiếc Exeter 1/10 độ hôm nay là phiên bản Exeter 2021 Blue Raptor Special Edition, phiên bản được Gem 2 Việt Nam ra mắt vào cuối năm 2020 khi trình làng cái chiếc là Exeter 1/5. Cái bộ áo sặc sỡ với tông màu chủ đạo là xanh da trời và cam đậm, vô tình đồng bộ với cặp mâm CC đắt đỏ trên con xe. Cái cụm con hiện tại trên xe có dùng là cái cụm Dono tụi em, cái đề đầu kết hợp cùng với khúc kẽ CC cổ thương hiệu là 128 Racing. Đằng sau nó có sự hiện diện cái cụm công tắc của SS 1/10, đầy đủ rất nhiều chức năng và tích hợp thêm vaccine ở gần vị trí tụi con để dễ thao tác hơn cấp vàng lần so với cụm tắc nguyên bản của dòng đạp Exeter 1/10. Cái cụm đệm bản của chiếc xe cũng được thay mới bằng cụm đệm Dono nhìn gọn gàng hơn. Người chủ không muốn đụng hàng với nhiều anh em khác nên đã không chơi cái cụm gạt Dono, thay đó là đem cái cụm casin đi tẩy trắng để tạo ra cái sự bóng bẩy và vô tình trở thành một cái điểm sáng ở trên cái phần dàn tay lái. Toàn bộ hệ thống thắng cái dàn chân trước đều nằm dưới cái sự điều khiển của cụm thắng Rainbow SS15. Một dòng cụm thắng là hiếm khó tìm và có thể đem đến cảm giác bóp thắng kim diệu cho những chân heo từ 1 bit đến 4 bit. Cái cụm thắng này liên lạc với cụm con Dono em bên kia qua cái tay của CNC 128 Racing. Đèn định vị bị lỡ bỏ hoàn toàn, thay mới bằng một cái dãy đèn đờ mi lưới hầm hổ hơn phong cách của Malaysia. Hiện tại cái dàn chân trước của chiếc Exeter độ hôm nay đã nâng cấp phục của Winner X, đâm chắc và cứng cáp hơn rất nhiều so với phục nguyên bản. Trong tất cả các dòng mâm CNC có mặt hiện tại thì cái mâm Raceboy CNC FC505 hiện nay đây là do mâm mức giá hợp lý nhất, chỉ dưới là 20 triệu, nhưng có độ ổn định cao vì được chế tác hoàn toàn từ nhôm nguyên khối, dùng cái phương pháp CNC để tạo ra kiểu dáng dựa trên cái bản vẽ. Nhưng vì sao sản xuất dành cho JS 105 khi gắn cái cặp mâm này lên cái chiếc Exeter 10 độ bắt buộc phải chỉnh sửa một vài chi tiết để vận hành một cách trơn tru được. Lực thắng cái dàn trước khá mạnh với cửa hàng của Fando Blitz Racing Mobit được cố định qua một cái phát nhôm CNC thẩm mỹ ôm liền với cái dòng của Winner X. Cái đĩa thắng trước là cái đĩa của Kinras, kích thước phù hợp tuyệt đối với cái chú heo xịn sò bên cạnh. Ngoài ra, cái cặp lốc SS 1/10 đi cùng với cổ bộ Titan sặc sỡ. Bộ phận máy móc còn khiến chúng ta vô cùng tò mò một dụng cụ là CNC sắc sảo. Theo anh chủ chia sẻ thì có tác dụng là điều chỉnh cái độ rơ của con sao cho phù hợp với thói quen bóp con chuyên số của người dùng. Cái góp phần không nhỏ hiệu năng nhúng ổn định và im máy của cái chiếc Exeter 1/10 độ hôm nay chính là cái phụ Raceboy chi vàng, dòng phụ cao cấp nhất của nhà Raceboy, đang phân phối chính hãng mức giá khoảng là 4,5 triệu và lên tới gần 6,5 triệu tùy theo từng bản. Để thắng cái phát tăng sền để tải vần đều là những chi tiết làm bằng nhôm CC chất lượng, vừa nhẹ hơn phụ tùng nguyên bản mà còn tinh xảo hơn khá nhiều. Toàn bộ đèn hậu phía sau đều được làm mới hoàn toàn với một cái bộ đèn hậu đồ chơi xanh LED đứng từ Honda Prado, hút được cái sự chú ý của nhiều cái phương tiện phía sau của con xe này bắt đầu nâng bánh. Heo thắng phía sau được nâng cấp từ heo zin lên cái dòng lọc Pando Blitz 2 bit đối xứng, thống nhất một cách hoàn toàn với dàn chân trước, hơn nữa còn tăng cường thắng cho cái dàn chân sau. Và đây chúng ta đang thấy tổng thể cái chiếc Exeter 1/10 độ cực đẹp. Winner 1/10 độ kiểu này thì ai mà không thể mơ được. Cái chiếc Winner 1/10 hôm nay vốn là một cái dòng xe không bao giờ là dễ thương đối với những anh em yêu mến về mặt ngoại hình góc cạnh thể thao, bị cuốn hút bởi hai cái ưu điểm đó nên người chủ bản đồ hôm nay đã bỏ một bầu trời tâm huyết vào con xe của mình để biến em ấy trở nên đẳng cấp hơn khá nhiều. Cái cụm thắng mang cái tên là Rainbow Asset đem đến khả năng bóp thắng im dịu tuyệt vời cho người chủ, đi cùng lọt những ốc Titan, bình dầu khói, nắp Titan sặc sỡ. Giá cái bộ cụm này nằm ở khoảng từ 6-7 triệu. Ngoài ra còn có một cái chiếc cụm gạt Dono mức giá cũng chừng 1 triệu, tối ưu được cái nút đề bạc của con xe. Không chỉ điểm siết thêm cho cái nhìn đầu bằng những cái nút tắt mở động cơ của dòng S300i, mà nút này còn câu vào ở dụng nhằm để thêm chức năng này. Cái bên còn có nút vaccine của cái dòng S để dàn sinh vượt,
một buổi tối ban đêm ở khu đô thị đông dân. Cái cụm con giúp em ngoài tìm cái phần hiệu năng bóp con ổn định thì còn tạo ra cái nét tương xứng với cụm hãng Rainbow Asset bên kia, một lát gợi ý như nhỏ, giá của mẫu cụm này ở khoảng 3 triệu. Cái dàn lực tay lái có chức năng là cố định tay lái ở những giải tốc độ cao. Bằng những thao tác bằng cái nấm chỉnh thì dàn tay lái còn nhẹ hơn hoặc nặng hơn tùy theo nhu cầu. Thương hiệu này được tin tưởng đến từ lập Madrid, mức giá cây dàn lực hàng hiệu này cũng là dưới 10 triệu. Để bắt kịp phong trào chung cộng đồng hiện nay hay được nâng cấp cái dòng mâm CNCK7, cái dòng mâm này cũng tầm là 8,5 triệu. Đây được xem là dòng mâm đẹp nhất hiện nay. Trên chân trước còn xuất hiện có hiệu Rainbow Pumice, hiệu năng thắng lực cực kỳ chuẩn, mức giá cũng từ 6 đến 7 triệu. Một điểm với dàn chân sau chính là bên đặt Rainbow bình nhờ rời với tầm giá là 2 triệu. Hiệu năng chiếc xe này được tăng cường hơn bằng một cái chiếc bềm rất là đáng đồng từ bắt gạo. Cái toàn bộ bộ ốc trên xe dường như đến từ liệu Titan, vẻ ngoài bắt mắt, sạch sỡ hơn khá nhiều. Theo sau là cái dòng Rainbow logo đỏ, có diện mạo cực kỳ tương đồng với dòng Rainbow Pumice tới xứng phía trước. Phát CC quay ngược làm cho bụi bẩn rớt xuống qua cái rãnh nhỏ dễ heo, giúp người chủ dễ dàng hơn trong quá trình vệ sinh heo. Thông thường thì Holin không sản xuất phục dành cho cái dòng Winner Sonic, vì vậy anh em chơi hai cái dòng này thường chế cái dòng phục Holin KSA rồi rắn qua các con xe của mình. Dù chế nhưng cái dòng phục Holin chúng đều có hiệu năng giống là yên mái. Cái năng tăng chỉnh là một điểm mạnh của dòng phục này. Anh em đang chơi Winner Winner X thường khoái chơi bộ của dòng là Sonic, bởi vì ngoại hình của nó bóng bẩy, chén bô thì thon gọn, ôm sát vào con xe trông cực kỳ khiêu gợi quyến rũ. Chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng là tổng thể cái con xe này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, nhớ like, share, subscribe.